thì chúng ta đều biết là hiện nay thì trên thế giới, ví dụ như các cái nước như là Úc hay là đặc biệt là New Zealand chẳng hạn, là những cái nơi mà người ta nuôi những cái đàn bò rất là nhiều, người ta chăn nuôi rất là nhiều, và chỉ có những cái nơi mà những cái đất nước như vậy người ta nuôi những cái đàn bò nhiều thì người ta mới có được cái nguồn sữa non dồi dào. Chứ còn chúng ta đều biết là sữa chỉ có tiết trong có 3 4 ngày đầu sau sinh, và như nó có phải là cái sữa của con bò trong suốt cả cái thời kỳ nó cho con nó bú đâu. Thế cho nên là cũng hiếm lắm chứ không phải là có quá nhiều được. Thì sữa non là cái sữa mà phải được tiết ra từ những ngày đầu sau sinh. Nếu như là sữa non của bà mẹ thì là tiết ra 3 ngày đầu sau sinh cho em bé bú trực tiếp. Thế còn nếu như mà cái nguồn sữa non chúng ta bổ sung vào thì thông thường là bây giờ là cái nguồn sữa non chúng ta lấy từ bò đúng không ạ? Thế thì chắc chắn là cái nguồn sữa non đó phải được lấy từ những cái con bò vừa mới sinh con xong trong 3 ngày đầu, và chỉ có cái nguồn sữa mà được lấy từ từ những cái ngày đấy thì cái hàm lượng kháng thể nó mới đủ cao để có thể là đáp ứng được cái nhu cầu tăng cường cái hệ miễn dịch. Thế cho nên là nếu như mà tôi thì tôi biết là cũng có rất nhiều chỗ là cứ nói bán là có sữa non non, nhưng mà tôi nghĩ là chưa chắc đã chính xác đấy. Thế cho nên là khi mà chúng ta các bà mẹ muốn sử dụng cái nguồn sữa non để bổ sung thêm cho con, hay là bổ sung cho chính bản thân mình, hay là trong gia đình chúng ta cần phải bổ sung cho những người ốm, cho những người già, thì chúng ta nên chọn cái nguồn sữa non. Thứ nhất là có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, thứ hai là được cấp giấy phép, và thứ ba là đặc biệt là trên cái nhãn của sản phẩm đó phải ghi rõ thành phần các kháng thể có ở trong đấy, ví dụ IgA, IgG, IgM là bao nhiêu, càng có cái số lượng cụ thể chính xác bao nhiêu thì càng có giá trị bấy nhiêu. Chỉ có những cái loại đấy thì nó mới có đủ cái hàm lượng các cái kháng thể cần thiết, và khi chúng ta bổ sung vào thì nó mới có tác dụng. Chứ còn cứ nói sữa non chung chung nhưng mà lại rất là mơ hồ, không biết là cái thành phần kháng thể trong đấy là có những loại kháng thể nào, thế rồi là hàm lượng là bao nhiêu, thế rồi là thành phần chất đạm là bao nhiêu, thành phần các cái vitamin A, vitamin C rồi các cái vitamin khác là bao nhiêu mà không ghi rõ thành phần, thì tôi nghĩ là cái sữa đấy chúng ta không thể không không đáng tin cậy được. Cho nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn được một cái sản phẩm tốt thì đấy tôi nghĩ là rất là quan trọng.